Rồi, xin chào mừng anh em trở lại với kênh của mình nha. Chúc anh em xem clip vui vẻ nha. Thì cái này là phần tiếp theo của mấy anh em mình đi câu cá các bạn. Đi câu mà phát hiện ổ ong ở trên đầu mình á. Giờ mấy anh em mình bắt ổ ong này về làm thuốc luôn nha các bạn. Ong ruồi nha. Này ong ruồi chứ không phải ong mật nha các bạn. Nhưng mà ổ ong này cũng tương đối là khá lớn nha các bạn. Ừ. Bây giờ mấy anh em mình bắt đầu chuẩn bị khối để mấy anh em mình bắt nó nghe các bạn. Nếu mà lỡ anh em mình có bị ong quýnh các bạn thông cảm cho mình nha. Ổ ong trên đầu mình chà bá luôn nè. Này là phần tiếp theo luôn nha các bạn. Đó bạn thấy không? Vẫn là cái clip trước bạn xem thì tại vì mình tách làm hai phần nha các bạn. Đó, vẫn là mấy câu rồi ôi lử câu gì tùm lum hết trơn. Sẵn ở đây mình phát hiện ổ ong ruồi nè. Đó bạn thấy không? Ổ ong ruồi quá bự luôn thấy không? Giờ mấy anh em mình sẽ bắt cái ổ ong về làm thuốc nha các bạn. Bắt đi bắt đi, nó không quánh đâu sợ. Quá trời có ổ ong này bự luôn, ổ ong này mật nhiều lắm nha các bạn. Cái này là mình vô tình là mình làm liền tại chỗ luôn các bạn ơi. Ông này có giá trị lắm nha các bạn, bây giờ lít mật của nó là 900 ngàn chứ không phải ít nha các bạn. Mật đúng là nguyên chất là 900 nha, mật từ ông rừng nha các bạn. Nó bay lên trên chân hả? Quá trời mật luôn kìa Phúc ơi, nhanh nhanh Phúc, quá trời mật rồi. Cắt cánh trống mà cái lá là trời người nắm cắt đuôi nhánh ngoài bẻ. Đó, bạn thấy chưa ông ngon không? Hết biết ông rồi, có giá trị lắm nha các bạn. Bạn lấy mật ong này mà bạn đem đi uống chung với nghệ á, với nửa viên bi Mỹ á các bạn, là trị bệnh đau bao tử hay đại tài luôn nha các bạn. Quá trời nó bay nó túa quá trời luôn rồi. Này là vô tình nha các bạn, xem clip mà cảm thấy vui á các bạn cho mình xin một like nha các bạn. Quá trời nó bay tới mặt mình luôn rồi các bạn ơi, quá luôn rồi. Nhưng mà ở này ông ruồi không sao chứ không phải ông mật. Điện thoại luôn, tắt giùm điện thoại nhả để dính nhạc nhá. Tắt chuông giùm cái nhá. Dính bản quyền mất công cắt sữa lắm. Trong vớt cái đít ngoài, thòi vớt cái đít nhánh này, nó nào vớt đít đó kìa. Thổi trở lên gạt đi, gạt con non đi, còn con non lắm đó mà. Quá trời ổ ong nó mặc luôn rồi. Tước xuống, tước xuống à. Cái cây gạt ra là nắm tước xuống. Hết biết có ông nó mặc rồi các bạn ơi. Cái này có lưỡi hái gọc chặt này nó rớt cực luôn. Gạt này lấy cái ừ. Quá trời luôn rồi. Ê chừng rớt cục mật. Gạt đi gạt mấy con non cho rớt đi. Đây kéo á. Quá ngon. Hết biết ông không mật luôn rồi trời. Nó vàng lĩnh luôn một cục trà bá lửa rồi, trời. Bởi vì lúc nãy anh ngồi ở đằng kia á. Em ngồi chỗ nào ta? Nãy anh ngồi chỗ này em nghe cái gì mà em nói giống ông. Nãy tôi ngồi đây em chập lâu lắm rồi. Em nghe nói cái xèo 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 vậy đó. Dạ tiếng hay vậy. Không có dòm tới nó luôn mà tôi ngồi dưới này nha. Để chơi con mặt thôi, sướng cắn cái sướng vậy. Không ghé quá. Này mua gì bi Mỹ về đủ cà với tôi. Gì nữa bị Mỹ uống chủng nghệ là trị bệnh đau tử hay lắm nha các bạn, đại tài luôn. Hồi năm mình học 11, 12 á là bị đau tử là chịu không nổi, nói bạn ăn cơm vô là nó ở chua, trời ơi bạn. Lúc đó là em nói em bị là em không biết sao luôn á, thêm cái nó bị Avidan nữa mà tự nhiên em ngậm muối có 1 tháng rưỡi trời cái Avidan hết tới giờ luôn. Con quá trời ổ ong nó bự luôn rồi trời, ổ ong này mặc cái xị mấy á trời. Hết biết ngon các bạn ơi. Mỗi giờ bé bé không được. Bạn thấy clip hay cho mình xin một like nha các bạn ơi để nhận nhiều cái clip hay nhất về kênh Miền Tây Vlog của mình nha các bạn. Kênh mình thì mình chỉ làm bình thường đơn giản thôi các bạn. Ở trong cảnh đồng quê cuộc sống mà. Đi chủ yếu là săn bắt nha các bạn, lâu lâu mình làm clip ăn uống hoặc là mình thấy trong giá trị cuộc sống có những cái gì mà hay á. Thì mình chia sẻ cho các bạn nha, giống như là những cái cảnh đời này kia các bạn.
Thẩm Kỳ đang mùa dịch, các bạn ra đường nhớ mang khẩu trang vô nha các bạn. Trời ơi, sao mà nó dẻo dữ vậy? Để hồi nó hút cái chân mặt á. Rồi, đi kéo rồi. Bắt đau tay luôn. Thêm cao thủ nữa các bạn ơi. Cao thủ kia đứng đau chân quá, giờ thêm cao à, cao thủ này nặng rồi, chừng gãy luôn cây người ta trời. À, lấy cái đầu ra Phúc mà. Cao thủ này to ký nè. Này là mình không có chuyên nghiệp nha, nếu mà các bạn nào chuyên nghiệp mà có biết bắt ong thì vô hướng dẫn mình nha. Để comment bên dưới giùm mình, xin chân thành cảm ơn nha các bạn. Chặt cái nhánh bự bành, cái kéo có chút tẹo thôi. Đồ cũng cọ cọ vô hồi dính mũi. Khào khào mà khều khều mấy con xuống anh Tấn. Dính vô hai ba mũi. Cái gì? Đút cái tay vô dính cà cà nó dính hai ba mũi. Nó sao đâu ông non mà. Chích rồi, bị chích rồi các bạn ơi. Dính đồ hai ba mũi tay nhột luôn. Cỡ này là lấy tay anh cào nó cái lại xuống gớt chân hả? À. Không lấy bẻ được cái ấy này. Trời đủ mặt cháy lum cho què gì trời, cái cọng dây. Cái cọng dây á, cọng dây tước á. Rồi xuống cạp nha, quay cảnh. À. Cạp con khỉ về cho mút uống cạp. Chảy lum cho rồi. Ở thơm kìa. Tôi cũng bị mẹ không có lấy này, họ chảy chắc hết quá. Không cắt được cái này nên dây nhách. Cắt cọng dây anh, cắt cọng dây á. Cây dính nhân cây mà tước cái cây không được, dây nhách mà. Coi bộ gì mà khó bắt quá ha các bạn. Bạn nào biết bắt thì chỉ cho mình nè. Với lại thật sự cũng không phải khó đâu. Mình có đi đâu. Mình vô tình mình bắt luôn chứ có chuẩn bị gì đâu mà khó. Mẹ có lưỡi hái gọc cái lụm rồi. Mày có lưỡi hái hay là có kèm cắt nhánh mai cũng được nữa. Bụp 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 cái là rồi xong. Em xuống không đẹp đàng hoàng. Đúng rồi. Đúng rồi, dính ra. Trời ơi, nó bay nè. Nó mà không có lấy được thế. Xèo xèo lỗ tai mình luôn. Đó, thấy chưa? Ổ này mặc nhiều lắm rồi. Còn bên kia đó. Này con non không hả? Quậy quậy hồi nó rớt ổ ngoài luôn kìa. Hết biết là nó thơm mật rồi các bạn ơi. Y gan mùi bông tràm không khác một chút nữa nha các bạn. Mật ong gừng là thơm y gan mùi bông tràm mà lúc những lúc mà nó chỗ quá các bạn. Ủa lộn, mật ong ruồi chứ. Mà ong ruồi ong gừng gì nó cũng vậy à. Nói gì làm sao bụi tức nhánh xuống trời. Nó dây nhách gì sao tức. Kéo lộn mà chắc có đứt nó đâu. Phá các bạn ơi. Giờ bắt đầu mình phá, mình chèo mình chảnh luôn nè. Dạ, yeah, chảnh vừa có. Đó, mình phá, mình chèo mình chảnh luôn rồi. Cho gớt cục kia, lấy cục kia xuống được. Cục đó hồi ăn được. Cục đó hồi cắn ăn. Cái này ai mà có mì đai cắn ăn là nổi về về luôn nha các bạn. Bạn không có phong thì ăn không sao nha. Là ý là mình nói là ăn cái con non nha các bạn, chứ không phải là ăn cái mật đâu nha. Đang bắt ông luôn rồi cha. Ông gù chà bá lửa luôn. Kìa. Ông kia không có mật nè. Nhóc nó chơi luôn á. Bắt về lấy ra. Rồi này lôi ra luôn rồi các bạn ơi. Có mật. Cắt ngang chạy ngang đó. Lội vô lội bẹo. Cầm cầm cái kéo rồi nha. Giấc về còn. Có nè. Ôi ôi coi nè. Chơi đẹp dữ. Hết biết là nó sướng chưa. Nắm sát đầu chả nó Tấn. Khều đi anh Tấn, để lắc lắc anh Tấn. Khều cái kia cho nó gớt luôn Tấn. Bẻ nguyên cái dĩ ấy luôn anh. Nắm nắm Tấn, nắm nắm sát cái chân đó được không? Ừ chơi luôn. Bánh thật mẹ. Bảo dĩ đi em. Rớt cái dĩ ra luôn. Rồi mấy con nó ăn. Vừa kéo nghe nhá. Vừa kéo cắt cục mặt. Rớt thành mớ rồi.
hết biết cái cục mật này được xỉ mấy á. Đó ôi, trời nãy giờ da không. Trời ơi được rồi nãy các bạn. Hết biết là cục mật nó ngon luôn rồi trời. Dở lên cái anh Tấn. Nè, thấy chưa? Đó các bạn thấy không? Đây 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 mọi người. Liếm hơn. Nè, thành quả của mình nãy giờ nữa các bạn ơi, nó bung xèo xèo trên lỗ tai trên đầu luôn. Con ngon. Ngon nhất kìa. Ồ, rớt lên cục mật khá khá bự các bạn. Đi đi ra đi hồi lại chúng chúng đạp nó đồ mẹ Trung Quốc đó mà thấy. Đạp cái này đạp cái gì? Ông gì? Ăn được không? Quá trời cái luôn. Này nè, con nhỏ này nè. Cái này nè, cái đó con dạ không ạ? Ăn được chưa hả? Cái này không? Nè các bạn, sẵn đây mình làm miếng ong non luôn nha các bạn. Đó, còn gì đem về làm thuốc nha. Chấm không, có ai chấm không, dứt miếng chấm đi. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn nha, mình xin kết thúc cái clip tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ là mật ong gừng là mật ong là mình uống trị bệnh đau tử rất là rất là hay nha các bạn. Mày ăn, không biết ăn hả? Quá trời rồi coi nè. Chơi luôn chơi tại chỗ luôn, chơi tại chỗ luôn các bạn ơi. Rất con mà chơi. Ôi ôi coi kìa. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Xin chúc các bạn lúc nào cũng luôn gặp nhiều điều vui vẻ nhất trong cuộc sống nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau nha.